Tinh tố rêu thanh long, đầu tiên là mình sẽ đi gom rêu tươi. Mùa này là rêu bán khắp mọi nơi hết cả, bờ tường bờ gạch rêu mọc xanh mơn mởn luôn, nên là dùng luôn đấy. Thêm vào đó một ly sữa chua này, nên dùng sữa chua nhà làm thì sẽ tốt hơn, tắc cho nó đều, và kết quả là mình sẽ được một hỗn hợp sền sệt như thế này đó. Vậy là hoàn hảo rồi đó. Và cái này thì tất nhiên là không dùng để ăn đâu, mà dùng để trồng rêu mới lên bờ tường ấy. Bếp nhà mình có một đoạn tường gạch xây không tô, mình đã để mình đu chen theo idol nhá. Đi tội. Ở miền Bắc mùa này thì lắng một tuần nay rồi mà chưa có một hạt mưa nào. Đây là đi tìm rêu rất là khó anh em ạ. Đi khắp thành phố rồi thì tôi mới phát hiện ra một chỗ này có một tí tí rêu. Thôi không sao, ít còn hơn là không có đúng không nào. Sau một hồi vơ vét thì tôi được từng này rêu. Rêu thì ít mà cát thì nhiều. Sau đó thì tôi cho tất cả các nguyên liệu vào trong máy xay sinh tố. Vợ mình mà biết mình lấy quả thanh long với lại hộp sữa chua của bà ấy thì chắc là mình no đòn mất. Nhưng mà thôi không sao, hy sinh vì nghệ thuật nó là một cái gì đó rất là thiêng liêng, nên là tôi chấp nhận sứt đầu mẻ trán. Sau khi xay xong thì nó được cái màu như thế này các bạn ạ. Vì là mình sử dụng thanh long trắng nên nó không được màu giống như clip gốc. Mình thì ở chung cư nên là không có một cái bức tường nào để mình có thể quét lên, nên là lấy tạm một viên gạch vậy. Ví dụ sau này mà thành công thì lại có rêu để đắp lên chậu bonsai rồi đúng không ạ. Còn thừa rõ là nhiều mà lại còn thơm nữa, bỏ gì phí. Ơ kìa, các ông nhìn cái gì đấy?